Vậy là combo 750.000 sắp hết rồi hả bạn? Vẫn còn cái nồi lẩu và nồi cơm bibimbap nữa. Vẫn còn một nồi lẩu và một nồi cơm nữa mới xong 750 hả? Chính xác. 798.000. 798.000 mà còn thêm nồi lẩu, nồi cơm, nãy giờ ăn thịt là nó đủ năng lượng dữ lắm luôn rồi á. Ăn mà thấy nó nặng nặng người rồi đó các bạn. Cái này thịt heo hả bạn? Đây là ba chỉ heo. Ba chỉ heo là trong cái combo thịt này là đầy đủ hết. Đúng rồi. Thịt heo, thịt bò, gà. Heo, bò, gà đủ luôn. Còn này là gà gì nữa nè? Đây là gà xuất bay xì. Gigukaku quần nhất nha mọi người. Còn nhiều quá, từ từ review tiếp.